Thưa quý vị, với mục đích đưa đề án 06 đến gần hơn với người dân, Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhân rộng thực hiện việc thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Qua thời gian triển khai, phần mềm này đã phát huy được hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích, rút ngắn thời gian thông báo lưu trú cho người dân. Thường xuyên đón lượng lớn khách du lịch, từ khi sử dụng phần mềm ASM để đăng ký lưu trú, nhân viên tại khách sạn này đã tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. So với việc phải trực tiếp đến cơ quan công an để làm thủ tục, thì giờ đây chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên máy tính, việc khai báo lưu trú đã được hoàn tất. Trước đây thì mình muốn đăng ký, mình tập hợp hồ sơ, xong mình đem lên cơ quan xác nhận, xong mình có xác nhận. Còn bây giờ thì mình chỉ cần đăng ký tại cơ sở của mình thôi, không cần phải lên nữa. Mình tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian. Đà Nẵng là thành phố du lịch với rất nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú, nên việc thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM đang phát huy được hiệu quả thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng thời, phần mềm này được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó giúp cho cơ sở lưu trú quản lý hiệu quả, chặt chẽ hơn với dịch vụ cho đơn vị cung cấp. Khi mà có phần mềm ASM này mới vào thì nó giúp cho tụi em là khai báo lưu trú nhanh hơn, thuận tiện hơn và nó liên kết với VNEID. Thành ra bọn em dễ kiểm soát được ai là người đăng ký cái lưu trú đấy, và khi mà cái lưu trú ấy được xuất ra cho để tải lên hệ thống của máy chủ của Bộ Công an thì bọn em cũng xem biết được là các khai báo lưu trú đấy đã được là xử lý hay chưa, mà giả sử như có lỗi gì hoặc là ví dụ bên công an cần truy xuất đối tượng đang bị truy nã, như là đối tượng trộm cắp chẳng hạn, thì bọn em cũng có thể phối hợp với bên công an nhanh hơn. Việc ứng dụng khai báo lưu trú qua phần mềm ASM là một bước đột phá mới trong công tác cải cách hành chính, vừa góp phần giảm công sức đi lại, thời gian, nhân lực, kinh tế, vừa đảm bảo an toàn cho công dân, đồng thời phục vụ có hiệu quả cho việc nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triển khai khi mà hướng dẫn các cơ sở sử dụng phần mềm này thì giúp cho cơ quan chức năng rất nhiều trong công tác quản lý, đặc biệt là ngoài cái việc quản lý về con người, kiểm soát các loại đối tượng thì cũng giúp cho cơ quan nhà nước có thể quản lý được cái hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đảm bảo về các loại thuế, góp phần đóng góp vào cho cái ngân sách của nhà nước. Qua thời gian triển khai, với những lợi ích mà phần mềm ASM mang lại, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động cài đặt phần mềm. Đồng thời, công an các địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng thực hiện việc thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở lưu trú, đặc biệt các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.